các bạn ơi, bây giờ thì mình đang có mặt tại ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự. À, đây là một ngôi chùa có khu vực bảo tháp là cao nhất Việt Nam. Yeah. Và đây là nơi chính điện của cảnh chùa mình muốn chia sẻ tới các bạn. Tuyệt đẹp quá các bạn. Và mình cũng xin được giới thiệu là đây cũng là chủ sở chính của Hội Phật giáo Việt Nam. Và ngôi chùa được xây dựng từ năm 1964, trải qua rất là nhiều những cái biến cố và những chặng đường lịch sử cùng với thời điểm của Sài Gòn phát triển. Thì ngôi chùa đến ngày hôm nay đã được khang trang rực rỡ như chúng ta chiêm bái. Ngôi chùa luôn luôn gắn bó với người dân Sài Gòn một cách thân thương và rất là nhiều du khách du lịch từ muôn nơi về đây để được ngắm nhìn những kiến trúc tuyệt vời và những cái điểm nhấn rất là phong thủy của ngôi chùa. Ngay khu vực khu bảo tháp này thì cũng ra rất là nhiều câu chuyện liên quan đến chùa Việt Nam Quốc Tự. Và điểm đặc biệt là tháp này được gọi là tháp Đa Bảo, kỷ niệm cho trận phát nàn đã rất là nhiều người hy sinh năm 1963. Nên chủ yếu trong ngôi bảo tháp đang lưu giữ là những cái phần mà đã những con người đã bị hy sinh trong trận phát nàn đó. Bây giờ thì mình muốn chia sẻ với các bạn về tượng Đức Phật bằng đá trắng rất là đẹp. Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đứng ở một vị trí rất đẹp để cho chúng ta chiêm bái. Và người dân ta thì mỗi lần đến dịp lễ hay là dịp Tết thì thường đến đây để cầu bình an cho gia đạo. Và đây là kiến trúc của cảnh chùa với những chiếc mái vòm uốn cong theo lối kiến trúc cổ truyền của Việt Nam. Ở đây có những biểu tượng chim hạc hóa rồng được làm bằng gốm rất là kỳ công. Và biểu tượng chim hạc cũng là biểu tượng từ ngày đầu các vua hùng dựng nước, những miệng chú rồng như đang nâng chiếc mái ngói lên bầu trời. Ôi, tuyệt vời quá các bạn. Tại vị trí này các bạn sẽ nhìn rõ hơn ngôi bảo tháp. Đây là bảo tháp cao nhất Việt Nam nha các bạn. Và đây các bạn có thể ngắm cảnh chùa rõ hơn. Một bên kia là trống, còn một bên đây là chiếc chuông đồng. Và ngay tại vị trí này của mình, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về những cái khuôn mái vòm được đúc bằng gốm sứ. Đây các bạn nhìn chiếc chuông đồng rất là đẹp. Ở bên ngoài được bọc bằng những họa tiết hoa sen khảm vàng, đẹp lắm. Thật là tuyệt vời. Chiếc chuông đồng cổ này gần 100 năm, rất là đẹp. Và đây là những lá đồng được chạm khắc hình hoa sen, biểu tượng của quốc hoa Việt Nam. Bây giờ mình mời các bạn cùng tiếp tục lên xem chiêm ngưỡng chùa nhé. Và mình đang đi lên đây là nơi chính điện của ngôi chùa, nơi thờ Đức Phật Thích Ca. Xuyên suốt kiến trúc của ngôi chùa là kiến trúc của triều đình Việt Nam. Chính điện là những cây cột gỗ quý rất là cao lớn. Và mình giới thiệu với các bạn, đây chính là tượng Phật Thích Ca bằng đồng mạ vàng vô cùng đẹp của ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự. Tượng Phật cũng là một tác phẩm nghệ thuật, xung quanh là những ngọn lửa. Và phía sau tượng Phật là hơn 200 tượng Phật Thích Ca nhỏ cũng được làm từ đồng mạ vàng, như là lan tỏa lên tất cả tôn giáo Phật giáo đến mọi người. Chùa đang trong giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị đón các tăng ni Phật tử và các du khách từ muôn nơi về chiêm bái trong dịp Tết Nguyên Đán Xuân Quý Mão 2023. Như vậy là mình đã giới thiệu được với các bạn về ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự và tượng Phật Thích Ca vô cùng tuyệt vời. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn một năm Quý Mão an khang thịnh vượng. I love everyone.